Hoàng Đức ghi bàn đầu tiên, cứu ngày ra mắt của Phù Đổng Ninh Bình. Bàn thắng ở phút 87 của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức giúp Phù Đổng Ninh Bình thắng trầy trật chủ nhà Kha To Co Khánh Hòa trong ngày khởi tranh giải hạng nhất quốc gia 2024-2025. Hoàng Đức cởi áo ăn mừng bàn thắng đầu tiên. Tối ngày 26 tháng 10, trận đấu tâm điểm ở vòng 1 giải hạng nhất quốc gia là chuyến làm khách của Phù Đổng Ninh Bình trên sân ngày 19 tháng 8 Nha Trang. Đội bóng nhiều ngôi sao chỉ thắng với tỷ số tối thiểu 1-0. Đây là trận ra mắt của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng, cũng là trận ra quân của ứng viên thăng hạng. Do đó, một chiến thắng làm đẹp ngày này là mục tiêu tối thượng mà Nguyễn Hoàng Đức và đồng đội phải làm. Hoàng Đức có trận đấu ra mắt đội bóng Phù Đổng Ninh Bình sau khi chuyển từ thể công, Việt Theo sang trước đó ít ngày. Mọi con mắt đều dõi theo bước chân của quả bóng vàng 2023. Thế nhưng Phù Đổng Ninh Bình vấp phải sự kháng cự quyết liệt của chủ nhà. Lực lượng nồng cốt là U21 Khánh Hòa đã chơi một trận hay, song phẳng với gây đại gia dở giải hạng nhất mùa 2024-2025. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm, trong đó có tình huống 3 lần cản phá liên tiếp trước vạch vôi, thì khung thành của đội khách khó bảo toàn mành lưới. Cầu thủ Phù Đổng ăn mừng phấn khích. Ở phía trên, Hoàng Đức chưa thể ngay lập tức phát huy khả năng phối hợp do mới gia nhập. Thế nhưng phẩm chất ngôi sao, cầu thủ kết thúc trận đấu được bộc lộ ở thời điểm quyết định. Phút 87, Hoàng Đức chọn vị trí tốt để đón cú căng bóng từ cánh trái vào rồi đánh đầu hiểm hóc. Thủ môn Võ Ngọc Cường bất lực cản phá. Phù Đổng Ninh Bình ấn định chiến thắng 1-0. Hoàng Đức ăn mừng bàn thắng bằng cách cởi áo. Dù nhận chiếc thẻ vàng đầu tiên nhưng cầu thủ sinh năm 1998 hết sức hạnh phúc sau bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới. Tân binh tiền tỷ đã chứng tỏ giá trị, kịp thời cứu ngày ra mắt của đội bóng bằng một bàn thắng đẹp.